Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay Richard chỉ muốn chia sẻ với các bạn một số chuyện có liên quan đến channel của Richard thôi. Thì mấy bữa nay Richard không có quay clip là tại vì gia đình của Richard đang bị bệnh. Ai cũng ho với nghẹt mũi, các bạn nghe giọng của Richard thì làm sao mà test mùi được, đúng không? Thì hôm bữa ngày 3 tháng 2 là kỷ niệm 6 năm Richard làm channel review nước hoa. Lúc đầu Richard dự tính sẽ khoe với các bạn bộ sưu tập 25 chai nước hoa mà Richard yêu thích nhất trong suốt 6 năm qua. Nhưng mà xui cái là tự nhiên gia đình Richard đổ bệnh hết luôn. Nên coi như Richard thiếu các bạn video đó đi ha. Thì video này Richard chủ yếu tâm sự một số chuyện không vui của Richard. Coi như cuối năm này, có bao nhiêu chuyện buồn thì xả hết luôn một lần. Rồi xong sang năm mới bắt đầu một năm mới nó sáng sủa hơn một chút xíu. Thì chuyện là mấy bữa nay nằm nghỉ bệnh ở nhà, Richard suy nghĩ nhiều chuyện, trong đó có chuyện về channel này. Thì nhìn lại chặng đường 6 năm qua, các bạn thú thật với các bạn là Richard cảm thấy hơi chạnh lòng. Thật sự Richard bỏ nhiều công sức vào cái channel này lắm. Đó. Ngoài cái điểm yếu về mặt hình ảnh như các bạn không có thấy mặt đứa trẻ á, và cái video thường thường thì cái hình ảnh nó đứng yên, thì cái nội dung mà đứa trẻ muốn truyền tải đến các bạn á, nó đi đúng trọng tâm luôn, đúng không? Đó. Điều này thì nhiều bạn cũng công nhận với đứa trẻ mà mấy bạn ấy nói là xem video của đứa trẻ nó rất là chi tiết. Khi mà đứa trẻ miêu tả mùi hương á thì rất là dễ hiểu. Nghe xong là hiểu chai nước hoa đó nó có nên mua hay không liền. Nói ra thì nhiều khi các bạn nói đứa trẻ tự cao chứ, nhiều khi đứa trẻ đánh giá mùi hương á, mà đứa trẻ khen cái chai nào á, thì hầu hết số đông anh chị em mà đang theo dõi đứa trẻ á, đều công nhận là những gì đứa trẻ nói là đúng. Cho nên á, đứa trẻ lấy công bù khuyết thì tuy nó không có hình ảnh lung linh gì, nhưng mà khi mà đứa trẻ review á, thì đứa trẻ cố gắng review sao cho nó chính xác để cho các bạn mua nó không có lầm. Tại vì mục đích là để cho các bạn tiết kiệm tiền thôi. Tại vì nếu mà các bạn mua sai á thì về lâu dài rất là tốn tiền. Đó. Thì nếu mà các bạn để ý quan sát một chút á, thì mấy video gần đây với chạy cũng chịu khó mua phần mềm để edit video cho các bạn xem, cho nó thêm phần sinh động gì đó. Mỗi một clip á, các bạn rất chặt tốn từ 2 cho tới 3 tiếng để ngồi chỉnh sửa chỗ này chỗ kia. Nhưng mà các bạn biết á, là cái tiền mà YouTube á, họ họ trả cho rất chặt á, thật sự mà nói á, là rất là ít luôn. Đó, nó chỉ bằng một coi như một tháng YouTube nó trả rất chặt, nhiều khi chỉ bằng một giờ mà rất chặt làm thôi. Đó, giả sử trung bình một tuần rất chặt làm 5 video đi, mỗi một video là mất 2 tiếng, thì thấy trung bình là thấy một tuần là 10 tiếng rồi đó, một tháng là 40 tiếng. Nhưng mà một tháng nó chạy bỏ ra 40 tiếng để làm video, nhưng mà YouTube nó chỉ trả cho cái chạy có một coi như một tiếng cái tiền lương thôi. Đó, các bạn thấy rõ ràng là thành quả nó chạy nhận về nó không có xứng với lại cái công của nó chạy bỏ ra, đúng không? Đó. Thực sự nó chạy có thể rút ngắn thời gian đó lại, đúng không? Chỉ khoảng chừng 30 phút là xong rồi các bạn. Nhưng mà đứa trẻ muốn thêm hình ảnh âm thanh vô cho các bạn xem nó đỡ nhàm chán thôi. Đó, chưa hết, mấy lần mà đứa trẻ ngồi edit video á, con trai của đứa trẻ nó đi lại, nó đu lên người đứa trẻ, nó đòi ngồi lên người đứa trẻ chơi với nó. Rồi xong đứa trẻ mới nói là thôi để ba làm xong công chuyện đi, bà chơi với con. Rồi xong cái nó khóc lên, nó đòi nó bám đứa trẻ lắm đó. Các bạn thấy không, đứa trẻ hy sinh cái quỹ thời gian riêng của mình để đầu tư vào cái channel này, nhưng mà nhận lại kết quả thì nó không có được như ý cho lắm. Cho nên đứa trẻ quyết định mai mốt á, là thôi làm video nó không có cầu kỳ cho lắm, ngắn gọn thôi. Tại vì đầu tư nhiều quá nhưng mà kết quả nhận lại nó không có bao nhiêu. Đó, tại vì khi mà các bạn không xem á thì cái view của đứa trẻ nó không có tăng, mà đứa trẻ cái view nó không có nhiều á thì tiền YouTube nó đâu có nhiều. Đó, cho nên cái mong mình biết làm vậy thì nhiều bạn sẽ không có thích, nhưng mà mình mong các bạn hiểu á, là cái công sức của đứa trẻ bỏ ra á, mà
kết quả nhận về nó không có được bao nhiêu á. Cho nên là không phải là bây giờ là các bạn 6 năm rồi đúng không, đâu phải là mới đây channel mới chạy nói gì đâu, nhưng mà 6 năm đúng không, các bạn thấy đứa trẻ làm việc rất là chăm chỉ, thường xuyên ra video để cho các bạn xem giải trí tham khảo coi cái chai nào tốt. Nhưng mà 6 năm rồi mà nó không có được gì đó, cho nên đứa trẻ nghĩ là thôi nên dành thời gian nhiều cho gia đình hơn gì đó. Cái đó là nói về lượt view. Còn chuyện membership á, thì hôm bữa đứa trẻ có quảng cáo với các bạn rằng là nếu mà các bạn yêu mến đứa trẻ á, quý công sức của đứa trẻ đã bỏ thời gian và tiền bạc ra để làm clip cho các bạn xem á, thì các bạn có thể ủng hộ đứa trẻ bằng cách đăng ký membership hàng tháng. Thật sự thì đứa trẻ đã nó chỉ có 50.000, 100.000 hay 200 gì đó là tùy các bạn chọn thôi à. Giống như các bạn mời đứa trẻ uống ly cà phê vậy đó, tại vì có một số bạn nói là anh ơi chừng nào về Việt Nam em dẫn anh đi uống cà phê. Thì tạm thời đứa trẻ chưa sắp xếp về được, nhưng mà đây là cách để các bạn giống như là dẫn đứa trẻ uống cà phê vậy đó. Đó. Thì nếu mà các bạn ủng hộ đứa trẻ á, bằng việc đăng ký membership á, thì cái số tiền từ membership và YouTube ra đó đứa trẻ có thể dùng để làm rất là nhiều thứ lắm. Ví dụ như là mua một số cái sample mà ở trong cửa hàng họ không có, mà nhiều bạn muốn mình review á, cho nên thì mình sẽ dùng cái số tiền đó mình mua. Hoặc là những cái dịp kỷ niệm anniversary nè hay là Tết gì đó, thì đứa trẻ có thể trích số tiền đó ra để mua quà, ví dụ chơi trò chơi bốc quay số hay gì đó đúng không, tặng các bạn coi như là tri ân các bạn gì đó. Thì hiện tại channel Richard được khoảng mới có 5 người đăng ký membership à. Đó, thì hy vọng trong tương lai nếu mà các bạn mong muốn Richard review thêm nhiều chai nước hoa mà các bạn đang có ý định mua, thì các bạn có thể ủng hộ Richard bằng cách đăng ký membership. Thì sau đó Richard sẽ lấy số tiền đó để đi mua sample mà các bạn muốn review, nhưng mà ở trong store họ không có bán cái đó sample đó, hay là không có chai nước hoa đó gì đó. Thì các bạn thấy ý kiến đó nó có hợp lý hay không? Còn nói về vụ bán nước hoa thì trước giờ các bạn đều biết là Richard không phải là seller, Richard chỉ là một người review thôi. Sau đó nếu mà bạn nào có nhu cầu mua nước hoa ở phía Richard á, thì Richard đi đi ra cửa hàng mua giúp cho các bạn thôi. Richard không có lấy lời gì hết. Richard làm vậy á là với mục đích đó là mỗi mỗi khi mà các bạn mua nước hoa á, thì Richard có dịp để xin sample đó. Là cái chủ yếu là Richard có sample để review cho các bạn thôi. Chứ bây giờ mà nếu mà mình không mua nước hoa của người ta, mình đi ra xin sample thì mặt mũi đâu mà xin, tại vì người ta cũng đi làm, người ta cũng bỏ công, người ta chiết sample cho mình, mà mình xin hoài cũng không được đúng không, nhưng cũng phải mua gì đó vậy đó. Cho nên mỗi khi mà các bạn nhờ Richard mua nước hoa tại cửa hàng á, thì Richard mới có cớ để xin sample của mấy cô bán hàng về review cho các bạn xem. Thì Richard cũng biết là nhiều bạn á, cũng muốn mua nước hoa ở bên Richard để ủng hộ Richard có thêm sample để review, nhưng mà cái giá cả cũng là một cái trở ngại to lớn, bởi vì cái giá cửa hàng ở bên Richard thì nó cao hơn nhiều so với các bạn mua ở bên Việt Nam. Thì cái điều đó là Richard hiểu. Cho nên mà mỗi khi mà các bạn ủng hộ Richard á, thực sự Richard rất là cảm động, là bởi vì các bạn biết tuy là mắc nhưng mà các bạn vẫn mua, chủ yếu là các bạn thương và quý mến nó chẹt thôi. Chứ mà thiếu gì chỗ rẻ cho các bạn mua đúng không. Nhưng mà các bạn quý với chẹt là vì các bạn biết là với chẹt review nó công tâm, các bạn nghe nó hợp lý. Đó, thì đứa trẻ thích hay không thích gì đứa trẻ nói thẳng thôi à, chứ không đứa trẻ không phải là cha nào cũng khen thơm gì đó. Nên một phần là các bạn quý đứa trẻ là cũng như vậy. Nhưng mà có một điều đứa trẻ rất là ghét luôn á các bạn, đó là có một số bạn họ kết bạn trên Facebook của đứa trẻ, họ không có ủng hộ gì các bạn, không có ủng hộ gì nữa. Membership thì cũng không có tham gia, nước hoa thì họ cũng không có mua. Nhưng mà họ khi mà họ muốn mua gì đó, cái tiện họ nhảy vô họ bình luận ở dưới trên Facebook của đứa trẻ là địa chỉ mua nước hoa ở đâu. Có nghĩa là họ không ủng hộ đứa trẻ nhưng mà họ đi họ vô Facebook của đứa trẻ họ hỏi chỗ khác. Đó, các bạn có thấy hành động như vậy có chấp nhận được hay không? Đứa trẻ cảm thấy như vậy á, là thực sự thiếu tôn trọng đứa trẻ các bạn.
Thật sự mà nói á, là nếu mà các bạn mua ở chỗ khác á, thì nó cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà các bạn ủng hộ đứa trẻ thì cũng không có nên đối xử với đứa trẻ như vậy, đúng không? Đứa trẻ luôn cố gắng á, kiếm những chai nước hoa hay để giúp cho các bạn tránh bị mất tiền oan. Thì nếu mà các bạn thấy quý và ủng hộ thì đứa trẻ cảm ơn. Nhưng mà nếu mà các bạn không ủng hộ thì cũng không có sao. Nhưng mà đừng có mà vào Facebook của đứa trẻ rồi xong hỏi chỗ khác á. Các bạn thấy không? Nó rất là kỳ. Đó, mà nhiều bạn thì họ không có nhận thức được cái điều đó, cho nên họ cứ tự nhiên vô bình luận gì đó. Cho nên nếu mà mấy bạn đó không tôn trọng đứa trẻ thì đứa trẻ cũng chỉ còn cách là block mấy bạn đó thôi. Nhưng chứ mà vào vào nhà đứa trẻ mà không tôn trọng người chủ Facebook thì nó thiếu lịch sự lắm các bạn. Đó. Đứa trẻ chưa bao giờ qua Facebook của ai để mà quảng cáo channel của mình hết đó. Cho nên đứa trẻ không có thích ai mà vào Facebook của đứa trẻ để quảng cáo cái việc kinh doanh của họ. Vậy đó. Rồi cái chuyện cuối cùng mà đứa trẻ muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay á, đó là việc đứa trẻ mới góp ý với các bạn trai fanfare, thamin fanfare á, thì chưa đầy 1 tháng á, seller nào ở bên Việt Nam á các bạn, họ mở order trẻ này là số lượng lớn á. Thật sự đứa trẻ cũng không biết nói sao về cái trường hợp này, cảm xúc của nó lẫn lộn các bạn. Thứ nhất á, là cái điều đó chứng tỏ là nhận xét của đứa trẻ nó có giá trị đến độ mà đứa trẻ vừa khen xong á, là người ta nhập về liền. Tại vì người ta hiểu á, là những cái chai mà đứa trẻ lựa ra là toàn hàng tốt không à. Cho nên một khi mà đứa trẻ khen xong cái là người ta kiếm hàng người ta mua liền. Đó, cái đó là cũng vui đúng không? Là tại vì ít ra thì mình có đóng góp gì cho cộng đồng nước Hoa Việt Nam. Cho nên họ nhận xét của mình có giá trị, vui. Còn cái cảm xúc thứ hai á, là đứa trẻ tức. Các bạn thấy không, đứa trẻ test quá chừng chai nước hoa luôn các bạn, nhưng mà chỉ lựa ra được mỗi chai fanfare thôi, là đứa trẻ khen hay thôi, nhưng mà sau đó thì bị người khác họ cướp cái công mất tiêu rồi, trong khi đứa trẻ là người đi săn lùng cho các bạn đúng không. Thử đặt trường hợp là các bạn là đứa trẻ thì cảm giác của các bạn sẽ ra sao, công sức của mình bỏ ra nhưng mà người khác lại được hưởng lợi đó. Có bạn kia bình luận như sau là việc tìm ra các chai độc nhưng mà người hưởng lợi seller thì không thể trách member được. Bản chất của khách hàng là tìm sản phẩm chi phí tốt nhất. Đứa trẻ có nói với các bạn đó là các bạn mua ở đâu cũng không có thành vấn đề. Tại giá cả phải chăng á, thì các bạn mua thôi. Đó là đứa trẻ hiểu. Cái điều đứa trẻ tức ở đây á, là seller nào đó họ giống như họ tranh thủ thời cơ. Khi mà đứa trẻ đang lăn xê cái chai fanfare, cái họ nhập về để bán liền. Đó, đứa trẻ tức tại vì cái chai nước hoa này á, tại sao nó ra mắt vào tháng 4 năm 2023 mà không nhập đi, mà tại sao đợi tới khi mà đứa trẻ review xong mới nhập về đúng không. Giống như là kiểu mà giành khách hay là sao đó mình không biết. Cho nên mình chia sẻ với các bạn tức vậy thôi. Còn nếu mà mấy các bạn thấy cái điều đó là nó là bình thường á, thì khi mà mình nói á, là nếu mà những cái chai nước hoa mà đứa trẻ phát hiện ra nó hay á, rồi xong á, người ta ăn cắp công của đứa trẻ thì thôi mai mốt đứa trẻ bỏ vô phần private, có nghĩa là chỉ dành cho những bạn membership thôi. Thì có nhiều bạn họ không đồng ý, họ nói là như vậy thì sẽ mất hình tượng gì tùm lum hết đó. Đó, khi mà nghe đứa trẻ thông báo á, thì nhiều người họ không có vui đó. Thì có bạn nói là như vậy thì đứa trẻ sẽ mất hình tượng gây dựng bao lâu nay. Lâu nay đứa trẻ vẫn review cho các bạn xem một cách trung thực mà đúng không. Nếu không thì các bạn đâu có follow đứa trẻ cho tới ngày hôm nay. Đâu phải đứa trẻ nói là từ đây trở về sau đứa trẻ chỉ post video ở trong chế độ private đâu. Đứa trẻ chỉ nói là một số chai mà dạng hidden gem á, là hay á, thì đứa trẻ sẽ chia sẻ cho member của đứa trẻ vậy đó. Đứa trẻ hiểu là tại sao mấy bạn này lại phản đối như vậy, là tại vì trước giờ đứa trẻ đều chia sẻ hết, không có giấu gì hết, nhưng mà bây giờ thay đổi thình lình như vậy thì nhiều khi họ không có quen. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu cho đứa trẻ ở trên phương diện là một content creator đó. Đứa trẻ bỏ nhiều tâm huyết và công sức để kiếm những chai hidden gem thì đứa trẻ xứng đáng hưởng được cái công lao đó đúng không. Thì tự nhiên các bạn thực sự mà nói á, là nước hoa thì nhiều lắm các bạn, nhưng mà nước hoa hay á, nước hoa mà xứng đáng để mình mua á, thì thực sự nó không có nhiều. Cho nên một khi mà mình kiếm ra được rồi đó, mình mừng lắm.
Nhưng mà cái niềm vui đó nó không có được bao lâu. Đó là tự nhiên cái người ta cướp công mình của mình mất rồi. Cho nên nó cũng hơi buồn một chút xíu vậy thôi. Chia sẻ với các bạn thôi như, nhưng mà nó cũng bình thường. Nhưng mà cứ như vậy hoài á, thì các bạn nghĩ đi. Trong tương lai thì nếu mà có ngon nữa, người ta cũng giấu luôn chứ người ta đâu có chia sẻ gì nữa, đúng không? Đó là tại vì mình vừa chia sẻ lên cái là bị người khác cướp công liền à, thôi mình giấu luôn ấy chứ chia sẻ làm gì, đúng không? Các bạn hiểu ý của mình không? Đó. Nói chung các bạn có quan điểm của riêng các bạn, Richard có quyết định của riêng Richard. Richard bỏ thời gian, tiền bạc, công sức ra để làm video thì đương nhiên Richard cũng mong là mình hái được trái ngọt, đúng không? 6 năm qua Richard cũng đóng góp rất nhiều cho cộng đồng nước hoa Việt Nam rồi các bạn. Mấy cái trang nước hoa như Danh Nhà các bạn, mấy cái channel mà các bạn coi mấy channel nước ngoài á, hồi xưa giờ ít có ai mà khen mấy cái trang này lắm các bạn. Đó, nhưng mà Richard làm nó từ 2018 rồi. Đó, tất nhiên là nói lâu luôn rồi. Là Richard đã phát hiện ra là nó hay rồi. Trên những thời điểm mà không ai mà quan tâm đến nó đó, thì Richard đã từng làm với Danh Nhà và hiện tại Richard đã làm với Fanfare, là những trái nước hoa mà không ai quan tâm đó. Bây giờ Richard nói xong cái giờ nhiều người quan tâm đó, thì tương lai nó cũng sẽ như vậy thôi các bạn. Tại vì Richard á thích những trái nước hoa đẹp, tức là cái mùi hương của nó các bạn. Richard quan tâm tới cái mùi hương hơn là cái danh tiếng của nó. Là tại vì có một số trái nước hoa các bạn thấy không, ở trên thị trường á, hay là các bạn coi mấy channel khác á, họ khen họ này nọ đó, nhưng mà cái đó là chỉ gọi là hype thôi, nó nhất thời, nó phong trào một thời gian thôi, rồi xong cái thời gian sau các bạn thấy nó mất tiêu. Các bạn không có thấy nó xuất hiện nữa. Còn những trang mà Richard lựa ra đó như Danh Nhà nè, Fanfare á, là Richard khi mà cái Richard chọn á, Richard còn nhìn là trong tương lai mình có cần nó không, có nghĩa là trong tương lai 3 năm, 5 năm sau á, nó còn hay nữa hay không, chứ không phải là nhất thời là theo theo phong trào chừng mấy tháng một năm rồi xong rồi dẹp gì đó. Thì các bạn nghĩ đi, nếu như các bạn cứ mua theo phong trào như vậy á, thì nhiều khi có mấy chai nó không có thực sự hay á, rồi các bạn đem đi thanh lý, có phải các bạn mất tiền không? Đó thì cho nên Richard á mới làm cái channel này chủ yếu là để giới thiệu cho các bạn những chai nước hoa hay, để cho các bạn mua chai nào đó nó đáng tiền chai đó. Đó, ngoài Danh Nhà với lại Fanfare ra thì các bạn thấy có một số chai nước hoa Richard mang đến cho các bạn nhưng mà ít người nói tới nó, ví dụ như là House of CS Dignify nè, Tom Ford Soleil Brulant nè, Guerlain Angelique Noir nè. Đó, có bạn kia nói Richard là chưa định hướng được cái hướng đi riêng cho mình. Bạn ấy nói là Richard không giống như là phải cho khán giả biết là Richard muốn lan tỏa nước hoa tới mọi người, hay là các bạn Richard làm vì mục đích thương mại. Thì Richard có chia sẻ với các bạn là trong suốt 6 năm qua Richard lần nào cũng nói Richard không phải là seller, Richard chỉ là một review thôi. Nhưng mà khi mà các bạn cần mua gì á thì Richard vô store mua giúp cho các bạn với mục đích là để xin sample, chứ không phải là bán nước hoa để làm giàu, các bạn hiểu không? Tại vì cái giá store nó mắc quá trời luôn. Các bạn đi mua đi bán lại gì sao bán? Ví dụ như cái chai nước hoa 300 đi, các bạn bán thì sao? 400 ai mua, đúng không? Đó, cho nên xin lỗi các bạn. Đó, cho nên với trẻ chỉ mua giúp để đứa trẻ lấy sample để review thôi, chứ các bạn tiền đâu mà hỏi hỏi các bạn chứ tiền đâu mà cứ mỗi một video review rồi xong chạy ra mua một chai full. Mà đâu phải chai nào cũng ngon đâu, đúng không? Mà đó, chỉ có những chai thực sự mà ngon á, cái chai mới mua full thôi. Ví dụ như là Amore Guidance nè, Tamin Fan Fan nè, hay là Amore Jubilation 40, là những chai nước hoa mà đứa trẻ thấy nó xứng đáng để mua chai full. Còn mấy chai còn lại đứa trẻ thấy đối với cá nhân cứ chạy thôi nha, là nó không có đáng mua, cho nên đứa trẻ đâu cần phải mua chai full chi, test sample là được rồi, đúng không? Đó, Richard không có giàu đến độ mà cha nào cũng phải mua. Thì bạn ấy nói là muốn lan tỏa nước hoa tới mọi người thì các bạn cũng phải có kinh phí chứ, lấy đâu ra tiền đâu để mà đầu tư. Như các bạn xem chương trình Shark Tank đi, đúng không? Thì mấy công ty nhỏ họ lên để họ gọi vốn.
đó, đầu tư đúng không? Thì WeChat cũng vậy thôi. WeChat kêu gọi các bạn ủng hộ mua nước hoa chỗ WeChat hoặc là đăng ký membership để cho WeChat có thêm điều kiện để tiếp cận thêm nhiều sample để quay cho các bạn xem. À, lợi nhuận mà các bạn thu về được á, chính là những chai nước hoa hay, thay vì các bạn mua lung tung tốn tiền đúng không? Thì WeChat chỉ hỏi như vậy thôi nè. À, giả sử như WeChat không review Zen nhà, không review chai Thamin Fanfare, các bạn thấy không? Ra mắt từ tháng 4 năm 2023 nhưng mà đâu có ai quan tâm đâu, chỉ đến khi mà bây giờ nó chạy mới quay thì người ta mới quan tâm thôi. Zen nhà cũng tương tự, quay từ năm 2018 luôn nhưng mà tới 2020, 2021, 2022 gì đó, chạy đó nó mới Zen nhà nó mới bắt đầu nổi tiếng. Đó thì những gì với chạy đóng góp cho cộng đồng nước hoa Việt Nam á thì các bạn đều cùng công nhận cái công của nó chạy đúng không? Đó cho nên á, những gì Richard đã từng làm được với Zen nhà, với Thamin Fanfare thì trong tương lai á, những cái chai nước hoa tương tự Richard cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi à. Đó thì cái cách mà các bạn ủng hộ Richard á, thì như Richard đã nói rồi đó, thì một là các bạn mua nước hoa ở trong cửa hàng xong Richard lấy sample để review, còn hai là các bạn ủng hộ membership để Richard lấy cái tiền đó để cái Richard đi lên mua những cái sample mà các bạn muốn nghe review nhưng mà không có bán ở cửa hàng. Đó, tất cả là chỉ chia sẻ với các bạn vậy thôi. Thì bữa nay là ngày năm sáu tây gì đó, mình không nhớ, bệnh quá giờ cũng không nhớ ngày tháng gì hết. thì thôi bây giờ để đầu năm mình chúc các bạn luôn đi ha. Bây giờ cũng chưa chưa tới năm mới nữa ha. Thì đó đấy. Đó là gì đó chạy muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thật sự mà nói là Richard cảm ơn tất cả những bạn nào, cho dù các bạn ủng hộ sample hay là nước vô full gì đó thì Richard rất là chân thành cảm ơn các bạn, và những bạn mà mới vừa đăng ký membership của Richard á, Richard cũng cảm ơn các bạn luôn. Thật sự mà nói là các bạn quý lắm á, thương Richard lắm á, cho nên mới ủng hộ vậy thôi đúng không? Richard hiểu mà, cho nên á các bạn chưa từng làm việc với Richard á thì các bạn hãy kiếm những người nào mà các bạn đã từng làm việc với đứa trẻ đó, các bạn hỏi họ sẽ biết. Đứa trẻ take care những bạn mà ủng hộ đứa trẻ rất là tốt luôn. Đó, ví dụ mua chai nước hoa đi, cái đứa trẻ hỏi là thích sample gì, rồi xong cái đứa trẻ đi ra store, đứa trẻ xin sample cho mấy bạn đó 3 tới 4 sample gì đó tùy. Đứa trẻ rất là rộng rãi về cái vụ đó luôn. Mấy mấy bạn mà làm việc với đứa trẻ là họ họ sẽ biết à. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của đứa trẻ. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.